Kép độc Hoàng Giang ai còn nhớ. Kính thưa quý thính giả, vào năm 1960, ký giả Trần Tấn Quốc, người đã sáng lập ra giải Thanh Tâm thưởng huy chương vàng cho diễn viên cải lương xuất sắc trong năm, cũng là chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ Nhật báo Tiếng Dội Miền Nam. Ông tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến của độc giả bỏ phiếu bình chọn cho những diễn viên đệ nhất của sân khấu cải lương. Kết quả được công bố như sau. 1. Đệ nhất danh ca vọng cổ Úc Trà Ôn. 2. Đệ nhất danh ca vọng cổ Thanh Hương. 3. Đệ nhất kép độc Lẳng Hoàng Giang. 4. Đệ nhất nữ đào độc Lẳng Như Ngọc. Tiểu sử và hoạt động nghệ thuật của kép độc Hoàng Giang. Theo soạn giả Nguyễn Phương, Nguyễn Phương xin giới thiệu tiểu sử và hoạt động nghệ thuật của đệ nhất nam kép độc Lẳng Hoàng Giang. Cố nghệ sĩ Hoàng Giang tên thật là Hồ Ngọc Giang, sinh vào ngày 7 tháng 4 năm 1922, Nhâm Tuất, tại tỉnh Mỹ Tho. Tôi thật sự quen biết với anh Hoàng Giang từ năm 1952, khi tôi vừa rời đoàn hát Tiếng Chuông. Tôi gặp anh Hoàng Giang lúc đó đang cộng tác với Bầu Năm Nghĩa, gánh hát Thanh Minh. Anh Giang rủ tôi về Thanh Minh với anh, nhưng lúc đó gánh hát Thanh Minh đã có ông Hai Núi làm quản lý của đoàn hát, và Thanh Minh thì tôi không có chân đứng trong gánh hát. Tôi đang học viết tuồng, chưa có tác phẩm, nên nếu theo gánh hát Thanh Minh thì tôi chỉ có thể làm một kép phụ, làm dàn bao, chứ tôi không thể có một vị trí khá hơn. Anh Hoàng Giang lúc đó là kép độc Lẳng. Anh thường đóng chung với các danh ca như là Năm Nghĩa và Đào Chánh Kim Anh. Nghệ sĩ Hoàng Giang theo gánh hát lúc 13 tuổi. Hồi đó anh rất là mê coi hát. Khi gánh hát về hát tại gặp thầy Năm Tú bên chợ Mỹ Tho thì anh xin đánh trống quảng cáo trước gặp để được vô coi hát khỏi tốn tiền. Sau đó anh đi theo gánh hát luôn. Vừa làm quân chạy hiệu, đánh trống quảng cáo, vừa luyện ca học hát. Năm 15 tuổi, anh Hoàng Giang đã được ra sân khấu hát vai kép phụ. Cuối năm 1953, nhờ có anh Hoàng Giang giới thiệu mà Lê Khanh, Nguyễn Phương và Mộc Linh được ông Bầu Nghĩa mời về làm soạn giả thường trực cho gánh hát Thanh Minh. Soạn giả Lê Khanh có tuồng Đồ Bàn Di Hận, Nguyễn Phương thì có tuồng Biên Thùy Nổi Sóng, Mộc Linh thì tuồng Tình Tráng Sĩ. Lúc đó đoàn Thanh Minh chưa có danh ca Úc Trà Ôn. Kép ca thì chỉ có hai nghệ sĩ là Năm Nghĩa và Úc Nhị. Nhưng với kép độc Lẳng Hoàng Giang, ba vở tuồng Đồ Bàn Di Hận của Lê Khanh, Biên Thùy Nổi Sóng của Nguyễn Phương và Tình Tráng Sĩ của Mộc Linh trở thành ba vở tuồng ăn khách nhất của đoàn Thanh Minh. Phong cách diễn của Hoàng Giang. Hoàng Giang diễn sôi động, anh nghiên cứu kỹ tính cách nhân vật và biết thoát khỏi lối diễn sáo mòn của những diễn viên kép độc trước kia. Các diễn viên kép độc thường có khuynh hướng là hò hét, hầm hừ gao hoai. Hát kép độc thì khi nói nghiến răng, trợn mắt hoặc là hét thật lớn, đi nghinh ngang. Trả lời cuộc phỏng vấn của các ký giả kịch trường sau khi được bình chọn là đệ nhất kép độc Lẳng, nghệ sĩ Hoàng Giang nói: cái ác, độc, không cái nào giống cái nào, cần nhất là phải sáng tạo và tránh sự trùng lập của tính cách nhân vật. Khi diễn, cần chú trọng khi nào thì liếc mắt, khoát tay, gần giọng, lúc nào thì cần cười rượng, cười the thé, cười gằn, cả trong điệu bộ, bước đi cũng phải nghiên cứu. Quan trọng là phải diễn làm sao cho vai kép độc của mình vừa làm cho khán giả ghét mà cũng đồng thời làm cho khán giả thích thú. Những vai kép độc của Hoàng Giang diễn đúng là đã làm cho khán giả ghét nhân vật đó, nhưng đồng thời cũng có chỗ làm cho khán giả cười khinh hoặc là cười thích thú khi nhân vật độc ác bị trừng phạt.
Năm 1956, bốn nghệ sĩ Út Trợ Ôn, Kim Trưởng, Thanh Tao và Thúy Nga rời đoàn Thanh Minh ra thành lập gánh hát Kim Thanh Út Trợ Ôn. Nghệ sĩ Hoàng Giang được mời về Kim Thanh thủ vai kép độc trong các tuồng như là Trăng Nước Lam Giang, Tiếng Nhạc Rừng Xanh của soạn giả Thu An trên sân khấu Kim Thanh. Trong những năm 1957-1958, trên sân khấu Thanh Minh của ông Bầu Nghĩa, nghệ sĩ Hoàng Giang có những vai diễn để đời qua các vai độc trong các tuồng giả sử như là tuồng Hồi Trống Văn Lâu, Áo Gấm Khôi Nguyên, Cầu Gỗ Hoàng Mai Thôn, Nhan Sắc Phi Tần, Nẻo Tắc Hoàng Sơn, Núi Liễu Sông Bằng của soạn giả Thiếu Linh và Thành Phát. Nghệ sĩ Hoàng Giang hợp tác với danh ca Út Trà Ôn. Nghệ sĩ Hoàng Giang đã cùng với danh ca Út Trà Ôn về cộng tác với đoàn Thủ Đô Ba Bản, thành công rực rỡ trong vai vua Lê Long Đỉnh, tuồng Tiếng Trống Sang Canh của soạn giả Thu An, vai Nguyễn Can Tuồng, Chiếc Áo Ân Tình của soạn giả Thiếu Linh. Hoàng Giang và Út Trợ Ôn kết hợp thành lập gánh hát thống nhất và thành công vang dội qua tuồng Nước Mắt Em Là Bể Hoang Cù của soạn giả Vân An. Thưa quý thính giả, trong một thời gian dài từ sau khi nghệ sĩ Út Trợ Ôn và Hoàng Giang được bình chọn là nam danh ca vọng cổ đệ nhất và nam diễn viên độc lẫn nhất, thì hai diễn viên này thường diễn chung trên một sân khấu vì họ cần sự hỗ trợ lẫn nhau. Kép độc nâng cao vai trò của kép mùi trong một vở tuồng hát như là Màu Đen Thật Đậm làm tôn lên cái trắng của màu trắng trong bức tranh. Trong một tuồng hát thì kép độc đưa một tình huống kịch đến cái chỗ là sôi động nhất, gây cấn nhất, dồn ép vai kép mùi vào cái chỗ bi thương nhất, thì kép mùi ca vọng cổ mới được khán giả tán thưởng nồng nhiệt. Trái lại, nếu kép độc mà diễn không ác, không nóng sân khấu, không sôi động, thì kép mùi không có hoàn cảnh để ca vọng cổ. Nói về mặt tâm lý thì khán giả không ghét hành vi độc ác của vai kép độc thì sẽ không thấy cảm xúc trước lời ta thán bi thương của kép mùi. Với kỹ thuật ca vọng cổ và làn hơi sung mãn, danh ca Út Trợ Ôn tạo thêm được cái dấu ấn trong lòng khán giả là nhờ kép độc Hoàng Giang đã tạo ra tình huống kịch để cho những bài vọng cổ của anh được ca đúng chỗ và đúng lúc trong tuồng. Khi thiếu kép độc Hoàng Giang bên cạnh thì Út Trợ Ôn cũng mất đi một phần hứng thú trong diễn xuất. Từ năm 1961, nghệ sĩ Hoàng Giang trở về cộng tác với đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Anh có mặt trong hầu hết các tuồng xã hội nổi tiếng của đoàn, ví dụ như là tuồng Vĩnh Biệt của Hà Triều Hoa Phượng, Đôi Mắt Người Xưa, Bóng Chim Tâm Cá, Yêu Trong Hoàng Hôn, Người Tình Của Biển, Bọt Biển, Tình Xuân Muôn Tuổi, Hoa Đồng Cỏ Nội của Nguyễn Phương, Vàng Sáu Bạc Mười của Hoàng Khâm, Áo Cưới Trước Cổng Chùa của Kiên Giang, Hoa Mộc Lan của Viễn Châu, Bên Cầu Dệt Lụa của Thế Châu. Có thể nói, nghệ sĩ Hoàng Giang đã hát không dưới 50 tuồng xã hội và giả sử của đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga. Anh đã thể hiện những vai diễn kép độc lẫn rất là độc đáo, vừa làm cho vở diễn được sôi động hơn, vừa làm bệ phóng cho những danh ca trẻ như là Hữu Phước, Thành Được, Thanh Tú, Thanh Sang dễ dàng thành công trong các màn ca vọng cổ như anh đã từng góp công với danh ca Út Trà Ôn. Sau này có diễn viên bắt chước theo lối hát của nghệ sĩ Hoàng Giang khi thế những vai tuồng của Hoàng Giang nhưng không có duyên bằng và cũng không được khán giả tán thưởng như đã tán thưởng Hoàng Giang. Sau năm 1975, Hoàng Giang và Kim Giác về hát cho đoàn Văn Công và sau đó hát cho đoàn Trần Hữu Trang. Cuộc sống và gia đình. Nói về cuộc sống và gia đình của Hoàng Giang thì người vợ trước của Hoàng Giang là nữ nghệ sĩ Ngọc Trúng, cùng là diễn viên của đoàn Thanh Minh trong những năm 1953, năm 1954 và năm 1955. Nghệ sĩ kép độc Hoàng Hải, người có sắc vóc và lối ca diễn giống hệt Hoàng Giang, là con trai của hai nghệ sĩ Hoàng Giang và Ngọc Trúng.
Chúng tôi không hiểu vì sao có sự đổ vỡ gia đình của Hoàng Giang và Ngọc Trúng. Đến năm 1962 thì chúng tôi được biết là Hoàng Giang kết hôn với nữ nghệ sĩ Kim Giác, chị ruột của nữ nghệ sĩ Ngọc Hương. Khi Hoàng Giang về cộng tác với gánh hát Hương Mùa Thu, Hoàng Giang và Kim Giác là đôi vợ chồng gắn bó với nhau hạnh phúc cho đến ngày Hoàng Giang mất. Nghệ sĩ Hoàng Giang mất vào ngày 3 tháng 11 năm 2002, an táng tại nghĩa trang nghệ sĩ tại Gò Vấp. Nghệ sĩ Hoàng Giang mất, sân khấu cải lương mất một nghệ sĩ tài nghệ diễn xuất được đánh giá là bậc thầy. Cố nghệ sĩ Hoàng Giang đã để lại những vai tuồng để đời và nhiều đệ tử thành danh khi học theo lối diễn của anh như là Hoàng Hải, Chí Hiếu, Hoàng Liêm, Hoàng Long. Kính thưa quý thính giả, trong bài viết này của soạn giả Nguyễn Phương thì chủ kênh ấn tượng nhất là nói về câu chuyện Hoàng Giang là bể phóng cho những kép mùi. Nếu như Hoàng Giang diễn không hay, không xuất sắc và không độc ác, không khiến cho khán giả ghét thì không thể nào làm nổi bật những kép ca mùi được. Thì đó có sự tương tác, tương trợ với nhau mà thôi. Thì đúng như soạn giả Nguyễn Phương nói là có thể là không ai có thể là thay thế Hoàng Giang được. Và riêng chủ kênh thì nghe rất là nhiều. Thí dụ như là cái tuồng Sài Gòn Thác Bạc thì Hoàng Giang đóng kép độc rất hay và đóng già dê thì cũng rất là xuất sắc. Và cái tuồng sau năm 1975 là tuồng quay video với Thanh Sang, Ngọc Giàu là đóng vai Bá Kiến trong tuồng Chí Phèo và Thị Nở, do nghệ sĩ Thanh Sang đóng Chí Phèo, còn Ngọc Giàu thì đóng Thị Nở. Video tới đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.